Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi video của Khánh Thi Home. Trong video ngày hôm nay, Khánh Thi Home sẽ giới thiệu tới các bạn một sản phẩm nhà bếp cao cấp, lò vi sóng TKMS620BIH, sản phẩm của thương hiệu thiết bị nhà bếp TK. Hãy cùng Quyền Anh tìm hiểu chi tiết về chiếc lò vi sóng này nhé. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhau điểm qua những thông số kỹ thuật của sản phẩm. Lò được lắp âm gọn gàng, chất liệu thép không gỉ cao cấp. Kích thước lò tổng thể, chiều cao nhân chiều rộng nhân chiều sâu là 390 x 595 x 325mm. Dung tích khoang nướng là 20 lít. Khoang lò nướng được tráng men trơn bằng điều khiển cơ với các phím và núm pop-up tiện lợi. Xuất xứ nhập khẩu từ châu Âu. Cửa kính hai lớp cách nhiệt. Hệ thống thoát khí ra ngoài. Bên trong trang bị đĩa xoay thủy tinh. Với 3 công thức nấu ăn được cài đặt sẵn và 5 mức công suất. 3 công thức nấu ăn được cài đặt sẵn đó là Auto 1 nấu 500g khoai tây, Auto 2 300 đến 400g thực phẩm đã sơ chế, Auto 3 cho thực phẩm cần luộc, hầm như bắp cải, gà. 5 mức công suất lò vi sóng đó là P01 160W dùng để giã đông, giữ nóng ấm thức ăn, P02 320W nấu ở nhiệt độ thấp, nấu cơm, giã đông nhanh, P03 480W làm tan bơ, hâm nóng thức ăn cho trẻ em, P04 640W nấu rau và thức ăn, nấu và đun nóng một cách cẩn thận, hâm nóng và nấu một lượng nhỏ, hâm nóng thức ăn mềm. Và cuối cùng là P05 800W nấu và làm nóng chất lỏng và các loại thực phẩm nhanh chóng. Chức năng khởi động nhanh 30 giây. Chức năng lưu trữ chương trình nấu M. Kế bên thì chúng ta sẽ có biểu tượng đồng hồ dùng để cài đặt thời gian. Chức năng giã đông tự động theo khối lượng. Giã đông theo thời gian bằng tay. Dùng núm xoay trên cùng và chọn. Dùng núm sau bên dưới, chọn thời gian phù hợp và sau đó nhấn nút Start để bắt đầu. Khi lò vi sóng báo bíp và bắt đầu nháy trên màn hình hiển thị thì chúng ta hãy lật ngược thực phẩm lại và đóng cửa lò, nhấn nút Start. Và tiếp theo thì Quyền Anh sẽ đưa ra một số hướng dẫn chung để giã đông các loại thực phẩm và thời gian cần thiết để đảm bảo rằng thực phẩm đạt đến nhiệt độ đồng nhất theo loại và trọng lượng thực phẩm. Đặc biệt thì ở đây có chức năng khóa an toàn. Để chọn chức năng này thì bạn hãy nhấn giữ biểu tượng ổ khóa cho tới khi có dấu gạch ngang trên màn hình. Muốn thoát khỏi chế độ này, bấm phím ổ khóa cho tới khi mất biểu tượng ổ khóa. Một chiếc lò nướng được thiết kế hiện đại kết hợp với nhiều chức năng, thật là đáng để sở hữu phải không ạ? Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không ghé ngay các cửa hàng của Khánh Vi Home để được trải nghiệm sản phẩm hoặc truy cập vào website www.khanhvihome.com.vn để biết thêm chi tiết về sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.